Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hướng thẳng vào Đà Nẵng, bão số 4 mạnh cấp mấy? Áp thấp nhiệt đới trong ngày 18 tháng 9 mạnh lên thành bão số 4, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng và có hướng di chuyển rất phức tạp. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 500 mm. Hồi 6 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách đất liền tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, từ 15 đến 20 km/h, mạnh lên thành bão, cơn bão thứ tư ở Biển Đông trong năm nay. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc 15 km/h. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua. Cấp 8, tương đương 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, tương đương 89 đến 102 km/h, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền từ gần sáng ngày 19 tháng 9, vùng đất ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Bão số 4 đang hình thành ở Biển Đông, đường đi cực phức tạp, gió giật cấp 10-11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 đến 11. Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 10-11. Đến 10 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 20 đến 25 km/h, mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ từ 15 đến 25 km/h. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, từ chiều và đêm 17 tháng 9 tăng lên từ 3 đến 5 mét. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đêm 16 tháng 9 và sáng 17 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, có nơi trên 60 mm như La Dạ, Bình Thuận 62,9 mm, Đắk Ru, Đắk Nông 110,8 mm, Lộc Phú, Lâm Đồng 82,2 mm, Cửa Cạn, Kiên Giang 154,2 mm, Mái Dầm, Hậu Giang 82,2 mm, Sơn Hòa, Sóc Trăng 71,4 mm. Dự báo từ sáng ngày 17 tháng 9 đến sáng 19 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra, đêm 17 tháng 9 ở khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo ngày và đêm 19 tháng 9 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Trong thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20 tháng 9, mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Giao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!